Chào mừng các bạn đã quay trở lại và sau đây hãy cùng mình điểm qua một vài thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay nhé. MU mở cuộc thanh lọc đội hình chưa từng có. Bruno sẽ bùng nổ ở mùa giải 2023-2024. Manchester United chuyển hướng sang chiêu mộ Moise Caicedo. MU mở cuộc thanh lọc đội hình chưa từng có. Mùa hè năm nay, Quỷ Đỏ dự kiến sẽ có một cuộc thanh lọc đội hình mạnh mẽ nhằm chuẩn bị cho những kế hoạch chuyển nhượng của ông Erik ten Hag. Nhằm chuẩn bị cho kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, MU đang lên kế hoạch thanh lý lượng lớn các cầu thủ. Tờ Mirror cho hay số cầu thủ trên đường rời sân Old Trafford mùa hè này có thể lên đến 13 cái tên. Phía MU muốn họ tiết kiệm khoảng 100 triệu bảng để phục vụ công tác chuyển nhượng của ông Erik ten Hag. Hai cái tên đầu tiên rời MU là bộ đội hậu vệ Phil Jones và Tuan Zebe. Tăng năng trẻ Zidane Ipiban cũng đã rời Old Trafford. Hai cầu thủ đang được cho mượn là Alex Telles cùng Eric Bailly cũng sẽ hết đường trở lại MU sau khi hết hạn hợp đồng. Tương tự là trường hợp của thủ môn Dean Henderson, thủ môn người Anh mùa giải vừa qua thi đấu cho Nottingham và sẽ không nằm trong kế hoạch của ông Erik ten Hag thời gian tới. Được biết những bất đồng giữa Henderson và ten Hag cũng là một phần nguyên nhân khiến thủ môn này bị gạch tên khỏi kế hoạch. Giang cầu thủ dự bị như Donny van der Beek, Brandon William, Anthony Elanga cùng sao trẻ Hannibal Mesbrae cũng đã được bật đèn xanh rời MU. Đội chủ sân Old Trafford đang lắng nghe những lời đề nghị từ các câu lạc bộ và không loại trừ khả năng MU sẽ bán tháo những cái tên nêu trên. Thủ môn David De Gea ban đầu cũng bị liệt kê vào danh sách bán của MU, nhưng sự chậm trễ trong thương vụ David Raya lẫn Andre Onana vô tình đảo ngược tình thế với De Gea. Khả năng cao thủ môn 32 tuổi vẫn sẽ chấn giữ khung gỗ của Man Đỏ mùa tới. Bruno Fernandes sẽ bùng nổ ở mùa 2023-2024. Bruno lấy lại phong độ tốt nhất trong mùa 2022-2023, song cảm giác của Man Đỏ trở nên lạc nhịp so với tiền vệ người Bồ Đào Nha. Bắt đầu từ mùa giải 2021, MU sa sút khiến cho cá nhân của Fernandes vẫn nỗ lực và đạt hiệu suất tốt. Nhưng nhiều chỉ trích, sang thời của Erik ten Hag, họ cải thiện đáng kể nhờ vào lối chơi được định hình, Fernandes nhờ đó phát triển vượt bậc. Thái độ và ngôn ngữ cơ thể của anh đôi khi gây tranh cãi nhưng anh khẳng định đó là sự hiểu lầm. Đó là cách mà tôi làm với cánh tay và mọi thứ, tôi làm vậy để thúc đẩy đội bóng nhưng họ lại nghĩ theo hướng tiêu cực. Marco Rashford thì có mùa giải tốt nhất sự nghiệp, song Fernandes mới là lá cờ đầu, trở thành cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình của MU. Cỗ máy Fernandes. Anh thích nha than vãn hay là một thủ lĩnh? Sẽ là hợp lý nếu như nói cả hai. Một số người có thể không yêu mến cử chỉ của Fernandes, nhưng đội trưởng cần một tính cách như vậy. Anh là tấm gương với nguồn năng lượng truyền tải cho các đồng đội, cũng như cách tiếp cận chiến thuật cả trên sân lẫn phòng ngự. Ten Hag nói vào tháng 2 và đó chắc chắn không phải những lời sáo rỗng. 9 năm cầu thủ gây áp lực nhiều hơn Fernandes ở tại Premier League. Anh duy trì nguồn năng lượng dồi dào như vậy càng ấn tượng hơn khi biết rằng họ ra sân nhiều phút hơn bất cứ cầu thủ nào khác ở top 5 giải hàng đầu châu Âu trên mọi đấu trường. Thực tế, không ai khác chạm mốc 4.760 phút. Bruno rõ ràng là một cỗ máy, The Analyst nhận định. Tuy nhiên, thất bại 0-7 trước Liverpool tại Anfield đặt ra câu hỏi về thái độ của Fernandes. Anh liên tục phàn nàn với trọng tài và có ý kiến cho rằng số 8 đóng kịch, thậm chí còn xô nhẹ với tài biên, một hành động may mắn không bị trừng phạt. 4 ngày sau, Fernandes tạo ra màn trình diễn hay nhất mùa khi MU hủy diệt Real Betis 4-1 tại Europa League. Anh kiến tạo cho Antony đánh đầu nâng tỷ số lên 3-1. Trước đó, Bruno cũng khởi đầu cho bàn mở tỷ số của Rashford. Tổng cộng, anh tạo ra 5 cơ hội và sự chuyên nghiệp cũng như làm gương cho đồng đội của anh là không thể chê. Cũng là lời nhắc nhở về tầm ảnh hưởng của Bruno. Không có thời gian để gặm nhấm nỗi đau, anh lập tức đứng dậy và tham gia vào mọi bàn thắng. Giá trị của Bruno. Hầu hết sẽ nói Kevin De Bruyne là tiền vệ hay nhất Premier League. Mọi nhận định có thể mang tính chủ quan, song cần phải có cái nhìn công bằng hơn cho Bruno. Hoặc để cho anh thật sự được công nhận, MU nên tận dụng tài năng của tiền vệ người Bồ Đào Nha tốt hơn. Fernandes là một trong những cầu thủ hay nhất Premier League. Chiến thuật của Ten Hag mùa này cũng phần nào giúp anh thăng hoa trở lại. Anh trung bình có một lần cướp bóng ở 1/3 cuối sân mỗi 90 phút. Xếp thứ 14 trong số những cầu thủ ra sân ít nhất 1.000 phút. Anh luôn tìm kiếm con đường trực tiếp dẫn đến vùng cấm của đối phương. Chỉ 5 tiền vệ thực hiện nhiều pha bóng dài hơn Fernandes. Cách đá này phù hợp với MU là họ có nhiều pha tấn công trực tiếp nhất và ghi nhiều bàn nhất từ những tình huống như vậy. Những cú phất bóng có độ chính xác cao của Bruno là chìa khóa cho các pha chạy chỗ của Rashford. Tiền đạo người Anh thực hiện 32 cú sút từ đường truyền của Fernandes tính riêng ở các pha bóng sống mùa 2022-2023. Không cặp đôi nào khác ở giải đấu hàng đầu nước Anh tạo ra nhiều hơn 27 cú sút tổng thể, chứ chưa tính riêng đều các tình huống bóng sống. Điều này phần nào giải thích tại sao anh thực hiện nhiều hơn 7 pha bóng tắc bóng so với bất cứ cầu thủ nào khác. Tuy nhiên, số đường truyền dài của anh giảm dần ở 3 mùa giải đã qua, từ 228 xuống 218 và sau đó là 194. Có lẽ Fernandes tạo hạn chế các đường truyền dài vì ý thức được sự cần thiết của những đường truyền có giá trị cao. Mùa giải qua, anh có 54 lần truyền bóng hai, hay còn gọi là đường truyền thực hiện trước đường truyền tạo nên cú sút, gần gấp đôi con số 30 lần ở mùa 2020-2021 và nhiều hơn 18 đường truyền mùa 2021-2022. Điều này chứng tỏ anh chơi bóng khôn ngoan, có ý đồ hơn hay vì truyền cầu thả, điều khiến anh hay bị coi là cầu thủ tốn bóng. Nhưng sự sáng tạo của Bruno không vì thế bị ảnh hưởng, thực tế nó tăng lên đáng kể.
Số pha kiến tạo của Bruno giảm từ 12 xuống còn 8, một phần vì khả năng dứt điểm của hàng tiền đạo Elmo quá kém. Thật vậy, tỷ lệ kiến tạo kỳ vọng của Bruno đạt mức 14, cao nhất Premier League, vượt trội so với De Bruyne và hơn đáng kể ở mức 10,3 ở mùa giải trước đó. Elmo không có một tiền đạo đáng tin cậy để có thể tận dụng những cơ hội mà Bruno tạo ra. Anthony Martial hay chấn thương, Westgaard thì gần như không biết ghi bàn. Mối liên kết giữa Fernandes và Rashford rất tốt, nhưng chỉ mỗi tuyển thủ người Anh là không đủ. Đó là lý do mà MU cần mang về một số 9 đẳng cấp trong mùa hè này. Erling Haaland là những ví dụ rõ ràng nhất. Cầu thủ này có khả năng vượt xa những bàn thắng đơn thuần, một mối đe dọa lớn hơn trong vùng cấm, có thể phát huy hết khả năng sáng tạo của Fernandes. Số 8 dần trở lại phong độ tốt nhất, nhưng để vươn tới đỉnh cao, MU cần nhiều hơn vậy. Manchester United chuyển hướng sang chiêu mộ Moises Caicedo. The Times khẳng định MU sẽ chuyển hướng sang Moises Caicedo của Brighton sau khi gặp khó với trường hợp của Mao. Theo The Times, MU sẽ không còn theo đuổi Mao sau khi gặp bế tắc trong nỗ lực ký hợp đồng với tuyển thủ người Anh. Quỷ đỏ bị Chelsea từ chối lời đề nghị thứ ba trị giá 55 triệu bảng và không còn thiết tha với thương vụ này. Guardian xác nhận The Blue yêu cầu 65 triệu bảng để hoàn tất, song lãnh đạo của MU cho rằng đây là mức giá không thực tế bởi cầu thủ 24 tuổi chỉ còn 5 trong bản hợp đồng. Trước đó, chuyên gia chuyển nhượng Romano khẳng định Mao nhất quyết không gia hạn hợp đồng, nên nếu khước từ MU đến cùng, The Blue khả năng cao sẽ mất trắng tiền vệ này vào mùa hè năm sau. Cùng thời điểm, The Times khẳng định MU sẽ chuyển hướng sang Moises Caicedo của Brighton. Phí vụ này có thể lên đến 80 triệu bảng, tuy nhiên họ cảm thấy đây là mức phí khi Caicedo mới 21 tuổi và vừa gia hạn đến năm 2028. Lúc này, họ đang muốn mang về một trung phong thực thụ, và Telegraph cho hay Rasmus Højlund của Atalanta và Randal Kolo Muani của Eintracht Frankfurt đang được ban lãnh đạo của Quỷ đỏ quan tâm. Họ cũng sẽ đàm phán với Tottenham nếu như đích thân Harry Kane ra mặt để yêu cầu được rời đi, và lúc này gà trống vẫn tỏ thái độ cứng rắn và chỉ chịu bán cho Sub 593 với giá 100 triệu bảng. Theo xác nhận từ Fabrizio Romano, trên thực tế David De Gea vẫn có khả năng tiếp tục gắn bó với Man United. Trong trường hợp giữ chân De Gea, Romano khẳng định Quỷ đỏ có thể sẽ chiêu mộ thêm một thủ môn trẻ tuổi, nhưng nếu như quyết định chia tay ngôi sao này, họ sẽ tìm kiếm một bản hợp đồng thực sự chất lượng để thay thế. Ký giả Ý cho biết mọi thứ gần như đã sẵn sàng, nhưng hiện tại thì bản hợp đồng này vẫn chưa được bật đèn xanh, vì vậy hãy chờ xem liệu MU có quyết định tiếp tục gắn bó với De Gea một lần nữa và ký hợp đồng với thủ môn thứ hai này hay không, có thể là một cầu thủ trẻ để tạo ra sự cạnh tranh. Trong trường hợp De Gea rời khỏi câu lạc bộ, tôi nghĩ mọi thứ sẽ chiêu mộ một thủ môn đẳng cấp, và chuyên gia này nói thêm. Manchester United chuyển hướng sang chiêu mộ Moises Caicedo. The Times khẳng định MU sẽ chuyển hướng sang Moises Caicedo của Brighton sau khi gặp khó với trường hợp của Mao. Theo The Times, MU sẽ không còn theo đuổi Mao sau khi gặp bế tắc trong nỗ lực ký hợp đồng với tuyển thủ người Anh. Quỷ đỏ bị Chelsea từ chối lời đề nghị thứ ba trị giá 55 triệu bảng và không còn thiết tha với thương vụ này. Guardian xác nhận The Blue yêu cầu 65 triệu bảng để hoàn tất, song lãnh đạo của MU cho rằng đây là mức giá không thực tế bởi cầu thủ 24 tuổi chỉ còn 5 trong bản hợp đồng. Trước đó, chuyên gia chuyển nhượng Romano khẳng định Mao nhất quyết không gia hạn hợp đồng, nên nếu khước từ MU đến cùng, The Blue khả năng cao sẽ mất trắng tiền vệ này vào mùa hè năm sau. Cùng thời điểm, The Times khẳng định MU sẽ chuyển hướng sang Moises Caicedo của Brighton. Phí vụ này có thể lên đến 80 triệu bảng, tuy nhiên họ cảm thấy đây là mức phí khi Caicedo mới 21 tuổi và vừa gia hạn đến năm 2028. Lúc này, họ đang muốn mang về một trung phong thực thụ, và Telegraph cho hay Rasmus Højlund của Atalanta và Randal Kolo Muani của Eintracht Frankfurt đang được ban lãnh đạo của Quỷ đỏ quan tâm. Họ cũng sẽ đàm phán với Tottenham nếu như đích thân Harry Kane ra mặt để yêu cầu được rời đi, và lúc này gà trống vẫn tỏ thái độ cứng rắn và chỉ chịu bán cho Sub 593 với giá 100 triệu bảng. Theo xác nhận từ Fabrizio Romano, trên thực tế David De Gea vẫn có khả năng tiếp tục gắn bó với Man United. Trong trường hợp giữ chân De Gea, Romano khẳng định Quỷ đỏ có thể sẽ chiêu mộ thêm một thủ môn trẻ tuổi, nhưng nếu như quyết định chia tay ngôi sao này, họ sẽ tìm kiếm một bản hợp đồng thực sự chất lượng để thay thế. Ký giả Ý cho biết mọi thứ gần như đã sẵn sàng, nhưng hiện tại thì bản hợp đồng này vẫn chưa được bật đèn xanh, vì vậy hãy chờ xem liệu MU có quyết định tiếp tục gắn bó với De Gea một lần nữa và ký hợp đồng với thủ môn thứ hai này hay không, có thể là một cầu thủ trẻ để tạo ra sự cạnh tranh. Trong trường hợp De Gea rời khỏi câu lạc bộ, tôi nghĩ mọi thứ sẽ chiêu mộ một thủ môn đẳng cấp, và chuyên gia này nói thêm.